Trước thông tin các trường mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức đón trẻ vào ngày 20 tháng 9, đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh trường mầm non thị trấn Lang Chánh 2 đã tỏ ra khá háo hức và vui mừng để năm học mới được khởi đầu với kết quả tốt nhất sau một kỳ nghỉ hè khá dài. Những ngày này, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tập trung nhân lực vệ sinh lại khuôn viên trường lớp học, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón trẻ trong ngày 20 tháng 9 tới đây. Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè dài nhất từ trước đến nay đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trường mầm non thị trấn Lang Chánh 2 nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho việc giáo dục và chăm sóc trẻ bị gián đoạn. Vì thế, khi có quyết định đón trẻ trở lại, đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tỏ ra khá vui mừng. Sau một thời gian nghỉ dịch khá là dài, chúng tôi chuẩn bị được đón các cháu trở lại trường là những giáo viên trực tiếp thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi và chúng tôi đã thực hiện tốt các công tác trang trí và các công tác phục vụ bán trú để chuẩn bị đón các cháu trở lại trường. Rất mong phụ huynh sẽ phối hợp cùng chúng tôi để đưa các cháu đến trường đều đặn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID. Và chúng tôi cũng rất mong là dịch sẽ nhanh chóng được dập tắt để chúng ta cùng chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và để cuộc sống trở lại bình thường. Năm học 2021-2022, trường mầm non thị trấn Lang Chánh 2 có 280 trẻ với 14 nhóm lớp, trong đó có 60 cháu thuộc nhóm nhà trẻ. Để đảm bảo các điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học mới, ngay từ trong hè, nhà trường đã huy động cán bộ giáo viên tiến hành tu sửa một số hạng mục trong và ngoài lớp học, bổ sung đồ dùng, đồ chơi nhằm xây dựng một môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn khi trẻ tới trường. Giáo viên các nhóm lớp đã thực hiện vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, sắp xếp trang trí lại lớp học theo các chủ đề khác nhau, phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy. Đặc biệt là việc thực hiện mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo cho trẻ môi trường học mà chơi, chơi mà học, sinh động, hấp dẫn. Từ đó tạo cho các bé có thêm sự hứng thú, tìm tòi và khám phá, thúc đẩy tư duy cho các em trong quá trình học. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cũng được nhà trường chú trọng và đặt lên hàng đầu. Trong thời gian vừa qua, để chuẩn bị tốt các cái điều kiện cho các cháu quay trở lại trường sau thời gian nghỉ hè và thời gian nghỉ dịch kéo dài, thì nhà trường đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm công tác tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID và đặc biệt là thực hiện cái thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hai đã nhà trường tập hợp cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tổng vệ sinh trong và ngoài nhà trường, khử trùng khử khuẩn các cái đồ dùng đồ chơi và cái đồ dùng công tác bán trú. Đặc biệt là nhà trường phối hợp với trạm y tế thị trấn đã phun khử khuẩn toàn bộ trong và ngoài nhà trường để làm sao cho đảm bảo nhất cái công tác đón trẻ trong thời gian sắp tới. Trong thời gian trẻ quay lại trường thì các cái hoạt động ở nhà trường thì tổ chức ở tại các nhóm lớp, không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Trong thời gian trẻ đến trường thì nhà trường đón tổ chức cho các cô giáo đón trẻ ngoài cổng trường, tổ chức đo thân nhiệt và sát khuẩn và đón các cháu ở tại lớp học và thực hiện các cái hoạt động ở trong nhóm lớp và đặc biệt là không tổ chức các cái hoạt động ngoài trời để đảm bảo giữ khoảng cách và đảm bảo an toàn nhất cho học sinh trong cái thời điểm là dịch đang còn bùng phát như vậy. Để phát huy những kết quả của những năm học trước đây, năm học mới này, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương thức giảng dạy. Bên cạnh chương trình giáo dục cơ bản, trường mầm non thị trấn Lang Chánh 2 sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động phong phú sôi nổi cho trẻ tham gia, như tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, đưa các trò chơi dân gian vào các hoạt động của trẻ, lồng ghép vào các chương trình giáo dục theo từng thời điểm, chú trọng việc rèn luyện cho trẻ kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội, tạo cho trẻ thói quen làm việc sinh hoạt theo nhóm để giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, giúp trẻ có ý thức rèn luyện sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Mặc dù năm học 2021-2022 sẽ được triển khai song song với các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, cùng với sự chuẩn bị chu đáo và kế hoạch giảng dạy phù hợp, tin tưởng rằng năm học mới này, cô và trò trường mầm non thị trấn Lang Chánh 2 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.